Từ tiếp theo viết cho cô Thanh đó là team. 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 Sinh viên chưa có bảng hả con? Ok. Có bảng con cô ơi. Con có chưa? Con có ạ. Ok, Yến Nhi có bảng con rồi đúng không? Ok, từ thứ năm viết cho cô Thanh tên đó là Rosie. 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 Ok, rất là nhiều các bạn. Do bảng cao lên cho cô Thanh nào, cô Thanh chụp hình ra nào. Rất là nhiều các con đã thuộc bài ha, do cao lại do vào trong màn hình cho cô. Sao viết được mỗi từ Rosie? Khi các con viết thì các con phải để cả bảng cho cô nhá. Nào, để cô Thanh chụp coi nào. Hàng Trung Nguyên, cô Thanh mở cam lên cho cô. Con nhập về phần chat, con cũng phải mở cam. Để cô Thanh mở phần chat lên. Ok. Cô Thanh nhận được bài của Trung Nguyên ở trong phần chat nha. Rồi, tiếp theo. Viết cho cô Thanh hỏi tên bạn là gì? Tên bạn là gì? Tên bạn là gì? Tên bạn là gì? What is your name? Tên bạn là gì? Ok, cô nhận được bài của Trần Hùng Thuận. Hùng Thuận rất là làm rất là tốt. Các con giao bảng lên cho cô Thanh xem. Tên bạn là gì? Các con trả lời tên của các con vào vở cho cô với. Vào bảng cho cô với. Cô Thanh không biết tên các con nào. Các con trả lời cho cô luôn nào. Trả lời tên của mình cho cô Thanh xem coi nào. Sĩ Huy ơi, có nghe cô Thanh bảo là viết hỏi về tên của bạn mình và trả lời bằng tên của mình không con? Sao con mỗi cái từ đó? Con viết cái bảng con gọn vào xóa cái bảng đi khi mà nó cô đã kiểm tra xong. Cô nhận bài của bạn Trung Nguyên. Trung Nguyên sửa lại cho cô. What is your name? Chứ không phải là what you name. My name is Nguyên. Thiếu chữ is rồi. Trung Nguyên nhập lại về phần chat cho cô đi. Kim Giang, cô chưa nhận được bài. Cô mới nhận được bài của Hùng Thuận với Sĩ Huy à? Bảo Anh ra tay lên. My name is Hải Lâm. Cô nhận được bài của Hải Lâm. Chính xác. Ra bảo nào. Ra bảng lên cô Thanh xem. My name is Bảo. What is your name? Chứ phải you name con ơi. Viết sai chữ you. Viết sai chữ name. Sửa bài. What is your name? Đúng rồi, Trung Nguyên. My name is Kim Giang. Ok, cô Thanh chưa nhận được câu hỏi của Kim Giang. Cô nhận được câu trả lời. Ok, my name is Nguyên. What is your name? Câu hỏi thiếu dấu chấm hỏi. Bảo ơi. Yến Nhi. My name is Hùng Thuận. That's right. Các con biết rất là tốt. Chúng ta không sử dụng dấu ở trong tiếng Anh ha. Rồi, bây giờ các con hỏi giúp cô coi tên của bạn Tim là gì với. Bạn Tim là con trai hay con gái?
Thêm là con trai hay con gái? Bảo Anh. Cô bạn chim là con trai. Ồ, con trai cứ hỏi là what is gì con nhỏ? What is gì? Hỏi cô Thanh xem cái nào mở vở ra cái nào, à viết vào bảng cái nào. Nào giúp mẹ. Oh, Kim Giang ơi, what is his name? Thiếu chữ is rồi. What is his name? What is his name? Không phải là what his name không con nhá, mà phải là what is his name. What is his name? His name chứ không phải is name ra Bảo ơi. His name. Ok. Như vậy cô Thanh vừa kiểm tra bài cũ của các con, cô Thanh thấy là các con về nhà chúng ta vẫn còn ghi nhớ bài tập, bài học, nhưng mà các con nhớ chưa kỹ. Ok, cô nhận được bài của Kim Giang, cô nhận được bài của Hùng Thuận. Đúng rồi. Hải Lâm đã nhập về phần chat. Trung Nguyên nhập phần chat, Hải Lâm nhập về đâu? Ok, như vậy chúng ta về nhà cố gắng học thêm cho cô nhá. Rồi các con lấy vở ra, hôm nay chúng ta vào bài mới cho cô Thanh nào.